Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LnP Channel ở cái link này nha anh em. 15h30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20h30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LnP Channel, khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Chào mừng mọi người đến với LnP Channel. Video ngày hôm nay thì cô sẽ cùng thử đi anh hùng tháp, một cái hoạt động mà cực kỳ cực khổ dành cho những môn phái như là Thiên Diệu Bang của tôi. Cực khổ lắm anh em, tại vì là chúng ta sắp sửa là qua một cái giới hạn mới này, 3 ngày nữa qua giới hạn mới này, nên là bây giờ là cô sẽ đi cái thằng anh hùng tháp này nhưng mà không nhận quà nha, để khi mà ra cái giới hạn cấp mình mới nhận quà, lúc đó mình sẽ có thể nhận được quà bậc 8. Hiện tại mình đang chơi bậc 7. Rồi ok vô nè, để coi coi cái ải này á, cái môn phái này nó tốn bao nhiêu cái siêu chiến lợi. Qua đây em ơi. Quýnh 3 con nó đi ra chỗ kẹt trơn là sao mình chơi. Vừa đánh vừa chạy thôi, kéo con kia lại. Ở đây em. Mấy cái đậu này nó rất là dễ, mấy ải ban đầu dễ lắm, mình cứ kéo dần dần lại thôi. Con mắm kia đâu, nhiều anh em nói là đánh mấy con mà ví dụ như 2 con thủy, 1 con hệ kim, mình đánh cái con mà hệ kim khả năng là ra con thiệt, đúng không? Nhưng mà cái ải này nếu mà ải sao thì mình sẽ không đánh đâu, ải sao đánh nó trâu lắm. Mấy cái đậu thì mình đánh cho nó vượt qua dễ thôi. Ồ, đánh con chim chết ngắt rồi mà không được. Hên là ai này dễ. Mới nãy đi mượn đồ anh em, mượn full sức mạnh tấn công chí mạng của mình, ông bấm chuột giờ đam to, gần 5k đam. Vô. Đệ tử. Ok, ôi má đánh mấy này khổ ghê luôn á thiệt. Chơi mấy cái ai khác đi chứ ai này khổ lắm. Làm toàn lịch sử kìa. Rồi ok. Vô. Bọc nhân. Con sắt Long Châu này của bắp. Ok, quá đơn giản đúng không? Vân Di này thì anh em để ý cái màu đó thôi. Vàng, xanh, bò nhỏ. Ủa đơn giản nha, của đánh bò Thiên Dương của chúng tôi chỉ cần mấy anh bò như thế này thôi là ok. Đánh bò để bạn ấy để đây. Vô nhà. Thiên Dương chúng tôi chỉ cần vậy thôi. Đam to thì mình có thể đi dễ dàng. Anh em lười đi thôi. Còn không anh em sợ tốn vàng, anh em không đi đúng không? Đa phần mấy phái như là qua sân khí rồi đi dễ. Qua sân khí cung lồng kiếm đi dễ. Tại vì nó đánh lan á. Thiên Dương của mình đánh cận chiến cũng đánh khó phải cái kiểu. Nói chung là phái nào đi cũng được á, mà quan trọng anh em có dạng đi hay không. Hoắc Viêm Viêm, Hoắc Viêm Viêm này anh em kéo lên trên đó, anh cho dễ. Rồi kim đó. Nó con cái là đốt cái cây trụ nó đốt lên lắm. Rồi ok, quả lẹ thần thống tích. Cố lên, nhanh lên. Vô. Thế nhà. Mà đường tiếp. Càng thế nhà. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15h30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20h30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV, khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Ok, 10 tầng đã qua rồi. Mũ sắt lỏng trâu nữa. Kinh nha. Okay. Tiết Linh Châu, ok, con này được. Đánh solo thì cái hạt của mình ok anh em, không sợ. Ui ra hiệu quả mọi người, tôi chơi các bạn ơi. Tiết Văn Châu, ok, được. Chúng ta đã mất vài giây để mở đây. Mọc đây, không phải là mọc vào đây. Đam thì to hơn nãy. Ở trước thì mình gặp cái con hãy hỏa đúng không? Tới bò, ok. Vô hết bạn ơi. Ui, mũ sắt hồng châu. Hãy mọc đi đánh cho dễ mọi người. Nửa đường rồi anh em. Này kim nè. Kim nó nghe mình không biết nó nghe ok rồi. Con này nó mạnh lắm. Thần thú không biết kịp, chắc không kịp này. Đa mộc, thần thú. Để tự hộp pháp này, biết được không? Thử nè. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Kéo bạn lên này liền. Đây bạn ơi. Một sắc lông châu để coi coi này gì, hai một thì chơi, hai khác thì nghỉ, thôi hai một luôn, ok, chơi này, 45k thì quốc liền, chạy. Một phút là ăn được rồi, ui, chết ngựa chưa, trời ơi, rồi ngáo luôn. Nhau luôn rồi các bạn ơi. 5 4 3 2 1 giết. Trời ơi cây thế nhờ. Bò. Vô em, mới bị mít một ải hay tào lao đó. Vô. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. Được hết, đẹp. Sắc lông châu nè. Đâu có gì? 1 đây. Ờ 21 rồi sao? Tiếp. Nhảy. Oh. Trời vãi nồi thiệt. Trời ơi nó chụp thiệt luôn kìa, cái định mệnh mày. Chạy cố lên. Trời lại cho 2 lần nữa. Ủa? Làm sao không đánh nữa. Chạy Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cua sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15h30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20h30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV, khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Lên đây. Đây. It has to end, but why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, why do I not see that you are living poison in my veins? Put the needle in me so that I feel free. You'll be dead to me. Shame, this is my destiny. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put a needle in me so that I feel free. I pray that you'll be dead to me. Rồi, ok, nghe đây bạn ơi. Đơn giản thần thú dẹp, yeah. Giờ mình chơi solo thôi, solo mở đồ thôi chứ mình không có chơi đông người, đông đồng là thua. Thử vận may thôi anh em. Trời, thôi tao khổ mà hệ quả mới được. Coi sao thấy vậy đi. Ba quỷ nhi, ui ba con đánh mệt nha, mình đánh xu nha. Mình nghĩ chắc con lẹ mà. Đây bạn ơi. Cái này KB. Cái đây. Tu ăn luôn ngon thế nhờ. Ok, mắt vim vim nữa nè. Nhờ cái mắt của chúng ta. Mọc. Ô gà hiệu quả luôn chứ. Phải rồi. Rồi chơi về idol. Phá Uẩn Nhi nữa. Hay quả là chắc chắn là sẽ thua rồi. Quả giờ còn nhiều máu á. Chứ con hệ thủy hệ thổ rồi. Hai hệ này một trong hai con chết là ok. Cả hai con chết nó cũng ok. Nếu mà con thiệt là con hệ quả thì mình thua. Tu ăn được nè. Giếm mà dẹp. Cái đó nha. Okay. Đây bạn này công hay gì cũng được. Ngũ sắc Lâm Châu. Ngũ sắc Lâm Châu là chắc chắn đánh không lại này. Trung bình thôi đi. Ngũ sắc Lâm Châu phải. 3 ải là chuyện nhỏ. 2 ải là chuyện nhỏ. Trời, toàn là hội đồng không. Trời ơi. Trời ơi phải đâu kệ. Chúng ta đã bay 300 vàng. Ê, 600 vàng chứ. Bay 600 vàng à mọi người. Vô nhiên. Ngũ sắc Lâm Châu xuống và cái chữ. Trời ơi. Sẽ chạy ra ngoài. Rồi, cho nó nghỉ tí. Nó theo một cái guồng này. Có thêm 200 vàng nữa. Ờ, hoặc pin pin cũng được nè. Phải nồi mà cho mấy cái tàu lão. Trời hay quả luôn chứ. Thật là biết chơi quá đi. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Bây giờ không kệ má ơi, chẳng thấy nhờ thật máu luôn. Quê quê rồi. 2 thứ 30. Vô ngủ sắc không trâu dẹp đi. À được rồi, ok đó anh em, chúng ta có thể là hoàn thành xong 30 ải rồi. À ok, ải này thì đơn giản. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. Rồi ok, 2 phút 50 giây là hầu như là chúng ta không có được bao nhiêu hạng hết trơn. Thiên dương nè, mình hạng 8 nhầm, anh Đồng Tháp, Thiên dương. Ồ, hạng 3 anh em. Rồi, ok, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong 30 ải, thì chúng ta chỉ cần là đợi đến 140 chúng ta nhận thưởng là chúng ta sẽ có thể nhận được đó là đồ bậc 8 không? Rồi ok, nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là 2 video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem 2 video này, anh em có thể bấm vào đây để xem 2 video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.